đang xem video tại kênh YouTube review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Dạ Lăng Hàn bị bắt cóc, người bắt hắn không ai khác chính là kỳ Nhiên, tác dụng của lần bắt cóc này chính là để biến hắn thành công cụ cứu Tuế Tuế. Lúc này, Dạ Lăng Hàn đang đi khắp nơi tìm tủy sống phù hợp. Quản gia nói cho hắn biết, bọn họ đã tìm kiếm toàn bộ tủy sống trong kho lưu trữ quốc gia, nhưng không có tủy sống phù hợp với Tuế Tuế, hiện giờ chỉ có thể đợi. Dạ Lăng Hàn biết con trai của hắn không đợi nổi nữa hắn huy động toàn bộ nhân lực và tài lực để tìm kiếm hắn phiền não vứt điện thoại xuống vươn tay vuốt ve vật trang trí trên xe bên trong có một bức hình chụp của tuế tuế và kỳ nhiên ánh mắt dạ lăng hàn trở nên kiên định tuế tuế cha nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện trên đường trở về dạ lăng hàn phát hiện ra có người theo dõi hắn chiếc xe kia bám sát lấy xe của hắn sau cùng tăng tốc chặn đầu xe của hắn dạ lăng hàn bị ép dừng xe tâm trạng vốn không vui vẻ gì lúc này càng thêm bực dọc. Hôm nay hắn phải xem xem là kẻ nào chắn sống. Nhưng sau khi xuống xe, hắn lại phát hiện trong chiếc xe trước mặt không một bóng người. Tiêu rồi, là đánh lạc hướng. Giây tiếp theo, dạ lăng hàn bị người đánh ngất. Người đánh ngất hắn là Giang Dục. Lúc này, dạ lăng hàn đang bị trói trên ghế. Trên cánh tay có dấu hiệu bị lấy máu. Bác sĩ nhìn báo cáo trong tay thông báo cho kỷ nhiên biết. Vân thiếu ra, tủy sống của hắn cũng không phù hợp với tuế tuế, Nghe vậy Kỳ Nhiên trầm mặc. Cậu vốn định trực tiếp bắt trói Dạ Lăng Hàn sau đó dùng tủy sống của hắn, nhưng hiện giờ chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Giang Dục vội ngăn cản. "A à, Dật, em đã nghĩ kỹ chưa? Tôi không muốn em miễn cưỡng bản thân." Kỳ Nhiên lắc đầu, "Tuế Tuế còn đang chờ tôi." Lúc này, Giang Dật cũng không rõ tự vị trong lòng mình. Anh không nỡ nhìn người mình yêu làm như vậy, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Người làm đưa cho Kỳ Nhiên một chiếc mặt nạ và một chiếc máy thay đổi giọng nói, Đến khi chuẩn bị xong tất cả, Kỳ Nhiên mới chậm rãi bước vào phòng. Dạ Lăng Hàn có thể cảm nhận được có người tiến lại gần hắn. Cậu là ai? Kỳ Nhiên không nói tiếng nào, trực tiếp tiêm cho Dạ Lăng Hàn một mũi thuốc kích thích tin tức tố alpha. Dạ Lăng Hàn không bình tĩnh nổi. Cậu tiêm thứ gì vào người tôi? Rốt cuộc là kẻ nào phái cậu tới bắt cóc tôi? Kỳ Nhiên túm lấy cổ áo của hắn. Đừng phí sức nữa, đêm nay anh đừng hòng rời khỏi nơi đây. Nói xong cậu ghé sát lại gần Dạ Lăng Hàn hiện giờ anh đã bị tiêm thuốc kích thích tin tố alpha còn tôi chỉ muốn lấy một thứ từ chỗ anh tôi không biến anh thành omega đã là may mắn cho anh rồi dạ lăng hàn rất muốn người trước mặt rời đi nhưng hắn khó chịu quá tin tức tố của kỳ nhiên được phóng thích dạ lăng hàn kinh ngạc tới không kịp phản ứng mùi hương này vì sao lại giống mùi tin tức tố của nhiên nhiên như vậy Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.